chú thích đọc đọc không vậy? Dạ. Nè, chị nói cho em nghe nè, giờ em có rảnh không? Em có rảnh thì chị nói, còn em mất câu chuyện gì thì thôi. Dạ rảnh vậy. Nếu mà em rảnh thì em cho chị tâm sự, tại vì trong tài khoản của chị ở trong quê, thành Dạ. ra chị không mua được nhiều, Dạ. không không có được nhiều, thành ra chị nói là lỡ mà nó cứ cúp á thì ngân hàng, Dạ. tại vì tại vì hôm hổm là chị cũng có lấy cái số kia chị điện cho em, mà chị cũng nhờ em mà kết kết bạn Zalo đó, chị nói cho nó ấy đó, mà giờ thôi em nói là để em điện lại đó, mà thôi chị cũng 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 quá bức xúc rồi, thành ra là chị điện cho em. Dạ, tại vì mấy hôm nay nhiều người gọi quá em không nghe số. Dạ em chị nói nè, bây giờ em cứ bắn lên mạng giùm chị đi, như Dạ. chị thấy cái câu chuyện này thì chị cũng quá bức xúc, thành ra chị cũng nhờ cho em bắn lên cộng đồng cho cái Nico á, cái Nico cái đó là nó chị bằng là chị nói thiệt với em á, lại giờ chị em cứ bắn lên đi Dạ, nha, chị nói chị nha. nói. Cái người Nico, cái si cô đó mà để mượn danh đó ha, là không phải là sư cô đâu, không, cái đó là chị nói thiệt cho em biết, đó không phải là sư cô đâu, để mượn danh làm, rồi cũng có một cái nhóm mà đàn em sau lưng á, cái đó là lập nhóm làm dựng chuyện để dựng giả để làm thôi, chứ chị nói thiệt với em á, chứ sư cô mà đúng ra sư cô á là đi lại mà thấy á, một là ở trong chùa mình thấy mình lo mình tu học, mình thấy một cái chuyện gì mà không được mình đi lại, mình chỉ có cái lời khuyên, mình sẽ có một cái câu pháp để mình thuyết pháp cho người ta, nếu người ta nghe người ta giác ngộ được thì người ta sửa, nếu người ta không được thì người ta làm tội người ta chịu, người ta ăn no thì người ta nhờ người ta làm tội người ta hưởng, chứ đâu có mà cái liên quan gì tới mình đâu, mà cổ đi lại cổ làm dữ cổ làm quá trời thiệt. Chị với trường á, chị quen á, thì từ hồi đó tới giờ á, ngoài đời á, ở ngoài á, thì chưa có biết mặt một lần nào hết, mà được chị thấy ở trong trong chị coi trong mạng thôi, chị quá bức xúc, thành ra chị tượng lại chị muốn điện, mà chị không biết ai mà để chị điện mà để chị nói, thì Dạ. hôm nay em cũng nhờ chị cũng nhờ em nói lên giùm chị, là nói với cái sư cô đó, cái cô Quyền Linh chứ không có nói là sư cô, cái này là chị là cũng còn cái lịch sự, chị kêu là cô Quyền Linh đó, là cái đó là cái lịch sự của chị nghe, chứ cô đó là không có cái xứng đáng gì mà để chị gọi là sư cô hết trơn, không có đáng để kêu cho chị kêu cái Dạ. sư cô gì mà đi lợi á, lợi nhà người ta thì cái mặt giáo giác cái bữa đó là đi lợi mà cúng cơm của nhà bà ngoại quen á, là chị nhìn chị thấy chị nói trời đất ơi, trời ơi, cái con quỷ này mà nó đi lợi là có cái nhà này khổ rồi, nó thiệt tình luôn á, nhìn mà thấy cái mặt là chị biết gian rồi, Dạ. không phải sư cô đâu, cái đó là chị nói thiệt, còn cái chuyện này á là nó để nó dựng chuyện lên, chứ sư cô gì mà dám đi lợi á, miệng mồm nào mà dám đi lợi á, mà đi á, mà vu khống thằng Trường, là buộc tội Trường ăn tiền của quen, rồi nói lấy 2 tỷ về cất nhà, bộ em nói bộ là đồ bộ dễ ăn của người ta lắm sao, Yeah. mà sư cô dám là dám làm được, cái này không phải sư cô gì mà chuyện gì cũng dám làm hết trơn vậy. Chị nói thiệt với em á, chị cái này á, chị cũng cũng nói thiệt, tại vì chị quá bức xúc, chứ không phải công chuyện này còn chị nói ra chị không có lợi lộc gì, mà Yeah. đều nói cho chị cũng không muốn sân si gì hết, tại vì chị á, thì người chị cũng có ăn chay Trường mười mấy năm nay, chị cũng có đi quy mấy năm nay, mà được tại chị tu tại gia thôi, Yeah. mà được chị thấy cái chuyện này chị quá bức xúc, thành ra chị thấy những cái chuyện bất bình quá, chị thấy 2 đứa kia chị tội nghiệp, rồi thành ra là chị nói lên đó, nhờ cộng đồng biết, nói cái cô kia mà Quyền Linh này, cô dừng tay lại đi, cô á không phải là lòng người, cô là cái người á, cô thuộc gì nó không phải, nó không có câu nào để nói cho vừa cô, chứ cô là Yeah. thuộc gì là cái loại là cô là ác quỷ quỷ ma dương đó, chứ không phải là cô là sư cô đâu, nếu mà cô là sư cô là cô không phải mà có cái hành động mà để cô đi vu khống người ta, mà cô đưa ra công an cô nói người ta là nó thằng Trường đó là ăn tiền ăn bạc của quen, cô có thấy không, mà cô đi nói vậy, cô á con người của cô á là cô muốn á đoạt lợi danh lợi, cô cũng bị gì cô cũng chính là cô đi lợi á, cô nhìn cô thấy á, bé quen bây giờ là cũng như là cộng đồng mạng người ta đang quý bé quen, thành ra giờ cô muốn danh lợi, cô dành cái danh lợi cho nhiều thằng cô, rồi thành ra cô đi vu khống người ta, đi nói Trường,
coi một cái đoạn clip hả, nó toàn là nó láo không. Cô cũng thấy, chị cũng thấy, chứ không phải chị cũng thấy. Rồi đi xuống nhà quen á, thì thở nay á, là cũng cái nghe chó sủa cái hỏi trường chứ ai vậy, cái trường nói à, chắc là mấy anh khách, mấy anh YouTube lại, cái kêu đừng cho quay, đừng cho quay. Trời ơi, rồi nó thiệt hả, rồi cổ bưng nước đi ra, thì cổ á, mời ông có một cái vị thầy đó, mà một vị thầy đó người ta tu, người ta giác ngộ được, cổ mời nước người ta đâu có uống, vị thầy đó đâu có uống. Mà chị nói như em thấy không, cái tư cách á, chị cũng nghe em thì em không có tin tâm linh, mà được em nói cái gì là đúng, em nói cái gì là có sự thật, em nói, em ăn ngay nói thẳng, chứ em cũng không có tin tâm linh, mà em cũng chẳng có tin cái gì. Chị thì chị coi chị cũng biết, chứ không phải là chị không biết, mà được, bây giờ là em á, giờ chị nói chuyện với em là không có nói tâm linh, mà em nói giữa cái đúng, cái sai, đó là em nhận thức, là chị nói cái đó, chị nói đúng hay chị nói sai, mà chị thấy vậy chị cũng gắng. Chị tội nghiệp trường với quen nói chứ quen đó, cái đó là hành căng thiệt đó. Mà cũng có số trên mạng á, người ta nói quen lên giả, người ta nói quen đủ thứ. Mà bây giờ em nghĩ đi, nói cho tổng thống Mỹ đây nè, mà còn có người thương người ghét chứ đâu phải, cũng có phân nửa thương phân nửa ghét đi, chứ đừng nói chị quen với trường. Mà điều bây giờ á, chị nói thiệt với em á, cái chuyện mà quen với trường mà quen với trường á, mà yêu nhau á, thì không có tội. Tại vì một á, là trường với quen á, là cũng là quen, cũng là người ngoài đời mà, tại vì ta bị hành căn thôi, người ta hết căn rồi thì ta cũng là cũng có trái tim, ta biết yêu thương ta, người là ngoài đời mà đâu phải lúc nào ta cũng hành căn như vậy đâu đó. Mà bây giờ á, em nghĩ đi, chị ngồi chị suy nghĩ đi, quen là một cái người nhỏ tuổi, rồi bây giờ hành căn đi đầu này đầu kia, chứ đâu phải là quen ngồi một chỗ ở nhà đâu. Rồi hai quen đi đầu này đầu kia, rồi cũng đi ra cũng nhiều anh chàng để ý dòm ngó. Một thì người ta lợi dụng về tình cảm, hai là người ta lợi dụng về danh lợi. Rồi quen bây giờ quen không gặp trường thì quen cũng gặp người khác thôi, chứ làm sao mà đi một mình như vậy mà quen đi được, mà một mình được. Đó thì giờ chị nói là em nghe cái phải không? Nhưng bây giờ mà quen mà không gặp trường á, thì cũng quen đi ra cũng gặp người khác, là người khác thì cũng gặp quen, thì cũng y như trường vậy thôi à. Mà cũng có khi nó còn chưa chắc gì, nó như bây giờ chưa chắc gì được như trường. Chị mình không biết được hả chị ha? Mà bây giờ rồi chị hả, chị coi em rất là nhiều, mà em nói nhiều cái hả rất là đúng về cái tâm lý của chị đó. Chị nói trời sao chọc coi chọc, sao em nói chuyện sao giống chị quá trời chọc. chị ngồi chị suy nghĩ chị nói vậy đó. Mà chị nói thiệt á, theo như bây giờ mà quen mà không gặp trường thì quen đi ra cũng gặp người khác đó. Ở bây giờ đó như là một cái cô Quyền Linh đó, cổ là cũng là người là lợi dụng đó đó, chứ đâu phải là cô không cổ. Tuy mặc dù cổ con gái với nhau thì cổ không có lợi dụng cái chuyện tình cảm được, mà cổ cũng lợi dụng về cái danh lợi. Như cổ thấy quen đang nổi tiếng hả này kia, cổ cũng muốn chụp lợi về cổ đó, cho nên cổ mới làm cái chuyện vậy, chứ đâu phải mà đương không mà cổ mà tốt gì đâu. Còn á, nói thiệt, chị thấy cái cô này là không phải là sư cô, cổ không có đáng về để, không có đáng xứng đáng về để là mình gọi cổ là sư cô hết. Đó. Còn những người, chị cũng khuyên những người chị em nào trên cộng đồng mạng mà nói quen cái này cái kia, một là làm bộ, thì làm bộ thì giờ chị cũng có cầu mong mọi người, nếu mà nói quen làm bộ thì mọi người á, làm y như quen vậy có được hay không? Nếu mà những người nào mà làm y như quen được như vậy đó ha, thì chị nghèo chị không có cái gì để chị cho người đó, mà chị tình nguyện chị đi ở đợi chị nuôi người đó suốt đời. Đó chị, cái đó là chị nói thiệt luôn đó. Chứ nói là quen mà làm bộ đồ này kia, rồi nói hả con mắt hả, làm hả nhìn thấy con mắt hả càng thấy ác đồ này kia, là con thiệt những người đó nói hả, thì cũng càng suy nghĩ lại đi. Còn nói quen á, mà còn những cái một cô cũng nói quen á, là thường kêu cô đó bằng mẹ, mà quen á, uống rượu, người quen cái này qua kia, đủ cái lỗi xấu để nói lên trên cộng đồng mạng. Ủa mà bây giờ thôi nhà chị cũng là lớn tuổi rồi, thôi chị kêu cô đó cái người đó bằng chị đi. Mà chị ơi, chị có nói quen như vậy đó, mà quen á cũng từng á kêu chị bằng mẹ, là chị cũng như mẹ quen rồi. Dù cho quen mà có xấu cái gì đi nữa, chị cũng xứng đáng là mẹ của quen rồi. Chị cũng không có nên mà đi lên cộng đồng mạng mà chị đi nói với cái YouTube của gì thành La Cà hay gì đó. Đó là đi lên trên đó nói.
Ủa mà nhân chị á, thì bây giờ chị thấy cuộc đời chị tới già rồi đó, chị ngắm chị có xấu cái chuyện gì không, phải là chị tốt hoàn hảo hết mà chị đi nói quen như vậy, rồi sao công chuyện xấu của con chị trong nhà sao chị không đem ra chị nói, mà tại sao quen đó là một người không học không hành, không cha không mẹ, mẹ thì mất, cha thì ở trong mà trại dưỡng lão, không nhà không cửa, tay không chân rồi, một đứa bé đang nghiệt ngã giữa dòng đời, đáng lý ra là cô nó làm xấu cỡ nào bây giờ á mình cũng khoan dung cho nó được hết, bởi vì một đứa bé quá khổ đang nghiệt ngã giữa dòng đời, cô nâng đỡ người ta được không nâng, mà cô đi nói xấu, hay là cô thấy cái đời cộng đồng mạng á hồi nào á thì cô thấy người ta xấu á thì cô thương, cô không nói, cô thương hại, còn bây giờ cô thấy mà Mạnh Thường Quân nó chuẩn bị mà cất nhà cất cửa cho quen rồi, cô ghét cô nói để cho người ta đừng cho. Chắc là cái ý cô vậy phải không cô? Cô bỏ cái tánh này đi nghe, cô cái tánh cô này là cô xấu lắm. Tôi mà tôi nghe cô nói quen kiểu này nữa hả là tôi thiệt. Tôi còn đi lên YouTube và tôi nói cô nữa đó. Cô đừng nói nữa nghe. Em Em cũng là dạ em nói đi em. dạ theo như chị bây giờ mà em hôm mấy hôm nay em cũng bức xúc về cái câu chuyện mà giữa chồng của Ben đó chị, lên tiếng chị cứ nghĩ về sao mà cái anh tên người tên Tuấn này chồng của Ben. Rồi á hả, còn chồng của quen hả, là một người chồng hèn hạ, vợ mình á thì mình không có lo lắng được, mình bỏ phế cho vợ mình nghiệt ngã giữa dòng đời đau khổ không giúp đỡ, mà cái chừng vợ có tiền rồi thì đi lại sinh một đàn ông hèn, một đàn ông hả không ra gì, một người chồng không xứng đáng là một người chồng, Dạ đúng rồi đó đáng chị. lý ra nói thiệt nó phải nói xin lỗi cho những người đó, hãy lấy cái muỗng dừa móc vô mặt đi, nó thiệt tình luôn á, chứ đừng có ngẩng đầu lên mà nhìn những cái người mà người ta không có thì người 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 ta không có nói, còn như chị vậy hả, những người đó hãy lấy muỗng dừa úp vô mặt á, Dạ. chứ đừng có nhìn lên dòm đời. Chị nói thiệt với cưng á, chị hồi nào giờ chị cũng nguyện ở trong tâm chị cũng không có muốn sân si bức xúc, tại vì mình cũng là một người Phật tử tu tại gia, mình không mấy mà được cái này thì chắc chị nói chắc là cha mẹ Quan Âm ở trên trời Phật thì chắc cũng quan hỷ cho chị nói cái này là chị nói bằng cái công bằng, chứ chị không phải là chị sân si mà để mà chị cái gì với ai, mà điều chị thấy cái này bé quên quá là người tội, mà Trường tính là người là cũng là tốt chứ không phải là Trường là người xấu, chị nói thiệt. Mà bây giờ chị thấy Trường như vậy đó thì thôi bây giờ chị cũng có cầu mong cho Trường Trường á là để hộ vệ cho quen cho đến hết con đường, đi cho hết con đường, mà giờ thôi giờ chị sang về quen thì chị nói với quen với Trường như vậy, chị cũng nói lời với Trường thì thôi giờ trước nhất thì chị cũng cầu chúc, cô cũng cầu chúc cho hai con, bởi vì cô cũng đáng cha đáng mẹ, tổ cô cũng đáng cha đáng mẹ của hai con rồi, thì thôi giờ cô cũng cầu chúc cho hai con được, con cũng dìu dắt quen, con cũng bảo vệ cho quen đi cho suốt mà cho hết cái quãng đường này, rồi cô cũng biết con á là một người khôn ngoan khéo léo lanh lợi, cũng biết xử lý tình huống, con cũng nhạy bén lắm, cô cũng biết nè nè chị nè em nói cái máy kia nó hết tiền rồi, chị lấy máy này chị nói để nó đang cúp còn cái chút nữa là chị nói cũng mấy tiếng rồi, bị cái máy này cũng không có tiền nhiều rồi, chị nói mấy tiếng nữa nếu mà nó có hết nữa thì thôi chị không có điện lại nữa nha. Thì giờ em like biết đi, chị nói chuyện với Trường chứ Dạ cô cũng rồi ạ. chuyện nói lắm, mà Dạ. tại vì bây giờ má chị nó cũng mất tiền quá thành ra chị nói tóm tắt bao nhiêu đó thôi, Dạ. rồi Dạ bây giờ cũng như là chị mà gửi lời thăm Trường với quen thì thôi cũng cố gắng vượt qua cái sóng gió này Dạ. thì để mọi người mình người ta thương mình thì người ta nói ta khuyên răn mình, người ta khuyên mình để cho mình vận động tinh thần mình, còn nhưng mà cái người mà ghét mình thì người ta muốn nói kiểu nào người ta nói, Dạ. con nó cũng chán mà cố gắng vượt qua, rồi như ai nói gì thì mình cũng cố gắng mình làm tốt, chứ đừng mình đừng có làm những mà như cái Mạnh Thường Quân á, người ta giúp đỡ cho mình đó là cũng là một cái vị thần, một cái vị thần, một cái vị Bồ Tát sống giữa đời thường để người ta giúp đỡ mình, Dạ. thì giờ tụi con cũng gắng làm Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con thì con cũng có phụng lòng mà để con làm Mạnh Thường Quân trọng, người Mạnh Thường Quân á thương tụi con thì không phải là thương á, vì mà con hành căn, một thì hành căn cũng thương, hai là cũng thương tụi con là giữa cái bé quen là giữa cái dòng đời nghiệt ngã như vậy, là Mạnh Thường Quân người ta thương
đỡ cho tụi con thì tụi con cũng phải cố gắng được có cụ Lộc, Mạnh Thường Quân. Rồi chị cũng muốn nói nhiều.